Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và xếp cho biết tháng 7 vừa qua, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 375 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với tháng 7 năm ngoái. Đây cũng là tháng giá trị cao và tăng mạnh nhất kể từ đầu năm nay. Tính chung 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường xuất khẩu tôm, trong tháng 7, xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận giảm hoặc chỉ tăng nhẹ những tháng trước đó thì trong tháng 7 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số. Lý giải về việc này, Vasep cho rằng tồn kho giảm bớt nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu.